Sư cha, con Đàm Minh Trần Văn Dung ở Sơn Lộc, Đồng Nai. Năm nay con 58 tuổi và con Tân Tổng. Tân Tổng, anh theo vợ, lấy vợ được mấy theo đạo rồi? Dạ vâng, từ đến năm 98 đến giờ 20 năm rồi cha. Rồi sau khi năm 2016 thì con có bị bệnh ung thư xoang hàm, xạ trị lần thứ nhất hết 35 tia, sau nó cũng không hết, rồi làm lần thứ hai xuống ở cổ 35 tia nữa là 70 tia, nó bị hết. Cho nên con đi đến đây 18 lần rồi, nhưng xin làm chứng mãi không được, không đến được, chén vô không được, nhiều cái chén qua cũng mất lịch sử, cho nên con không chén. Cho nên lần này thì con cố gắng lên để làm chứng cho chua. Là con đã hết bệnh ung thư, cho nên về cái thứ hai nữa là nhà con nó bị bệnh khớp, cũng đi đây 5-6 lần rồi, cho nên là giờ cũng hết bệnh khớp luôn. Ai? Là vợ con á. Dạ, ông nói con nhưng đi trẻ quá, ngồi bàn bên kia. Dạ. Rồi thứ ba nữa là con gái của con, nó cũng hẳn về lắp cho ấy, nhưng nó hơi ngắn. Cho nên nhiều khi phải cầu khai sánh Chúa để cho nó hoàn cai lại, nhiều khi nó hơi ngang ngang tí vì nó nhỏ hơn. Năm nay nó có 13-14 tuổi hả? Dạ. Còn xin hết. Thưa chị em, một người mà kiên trì đến 18 lần mới được đến khi mà lên làm chứng cho Chúa. Thưa chị em, nhà ở mãi Bắc Hòa, Tràng Bom, Đồng Nai. Mãi Đồng Nai lên đây 18 lần với mục đích là làm chứng cho Chúa mình được khỏi bệnh ung thư, vợ thì khỏi bệnh thấp hớp. Đây là cuốn sách Con Đường Thi Thác gửi tặng cho anh, và đây là cái máy 365 bài giảng, và cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu để anh biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót, và đây là cái móc khóa gửi tặng cho chị nha. Và một cái nữa để tặng cho con bé mà đang ngang ngang, đây gửi tặng cho bé Nga. Xin Chúa chúc lành cho anh gia đình anh chị. Rồi thưa anh chị.